Nhận định bóng đá Benfica với Fiorentina. 7 giờ ngày 25 tháng 7, Benfica và Fiorentina bước vào màn đối đầu trong khuôn khổ giải đấu giao hữu International Champions Cup 2019 với tâm lý trái ngược nhau. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu này. Đội bóng tới từ Bồ Đào Nha đang có được tinh thần hưng phấn sau chiến thắng tưng bừng tới 3-0 trước Chivas Guadalajara. Đây đã là trận thắng thứ 2 liên tiếp của họ. Đồng thời Benfica còn tạo ấn tượng mạnh khi hàng công của đội đã chọc thủng lưới đối phương tới 11 lần sau 2 trận. Nhìn rộng ra, Benfica tiếp tục cho thấy sự ổn định về phong độ khi thắng tới 7 trên 8 trận mới nhất. Mặc dù phải chia tay với một số trụ cột như Joao Felix, Raul Jimenez hay Luka Jovic, song bù lại, Benfica đã kịp bổ sung một số tân binh có chất lượng, nổi bật hơn cả là bộ đôi tiền đạo Raul Zé Thomas và Carlos Vinicius. Cũng chính Zé Thomas là người đã ghi bàn mở tỷ số trong trận đại thắng vừa qua trước Chivas Guadalajara. Sự hòa nhập nhanh chóng của những tân binh có chất lượng đã giúp lối chơi của Benfica thêm sắc nét và hiệu quả hơn. Trong khi đó, Fiorentina đang gây thất vọng vì lối chơi kém thuyết phục. Ngay trước màn so tài với Benfica, đội bóng áo tím đã thua đau tới 0-3 trước Arsenal. Tệ hơn nữa khi đây đã là trận thua thứ hai liên tiếp của họ. Trong đó hàng công của đội bóng tới từ Italia hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Sự hụt hơi về phong độ được thể hiện rõ hơn khi đội bóng này mới chỉ thắng 2 trên 20 trận gần đây. Không chỉ bết bát về phong độ, Fiorentina còn không có sự tăng cường đáng kể nào về mặt nhân sự từ đầu phiên chợ hè 2019 tới nay. Từ phân tích trên có thể thấy, Benfica sẽ làm chủ cuộc chơi trong lần so tài này bởi đối thủ Fiorentina đang lép vế về mọi mặt.